Và theo sau vô số lần đó, bây giờ là cũng không đếm được cái lời yêu cầu van nài khẩn thiết của MC, thì các bạn đến từ BC65 đại đội 2 đã đến để giới thiệu tiết mục Lá Đỏ sẽ do bạn Tường Duy biểu diễn. Xin được kính mời đơn vị bộ đội biên phòng chuẩn bị. Tường Duy ạ.